Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em về một cái lô mai giảo tủ sắn quá trời đẹp cả nhà. Đó, cây thì nó là gốc nhớt nha, nhưng mà rễ quái lắm cả nhà. Đó, cành nhánh thì rất là xum xuê ha. Đó, đây một số cây thì nó đang có nụ kim luôn nha cả nhà. Đó, cây như thế này đây nha cả nhà ơi. Đó, lô này em bán với giá chỉ có 100 ngàn một cây. Cả nhà nhìn nè, nó xum xuê đến nó xỏ xuống này nè, rất là đẹp luôn ha. Này về chúng ta thay chậu lớn với lại chậu đẹp ra là ok luôn cả nhà, nhìn nó xỏ xuống nè. À, xum xuê luôn ha, xum xuê luôn. Rồi, cái này em bán giá 100 ngàn một cây nha cả nhà. 3 cây là bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng tiếng vua bông chùm. Đó, đây, cành nhánh nè, xum xuê ha. Đó, cũng được 3 nhánh đó nè cả nhà. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được liền. Và đặc biệt là các cái chân nụ ở chân gốc ở dưới nó sẽ có những cái nụ chi chít ra ha. Rồi, tiếng vua ngày hôm nay em bán với giá là 200 ngàn một cây nha. Nếu mà lấy 2 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây là hàng giảo lộc phát nha. Loại này hoa to cực đỉnh, một số cây nó đang có nút nụ cả nhà. Đó, cây này hôm nay tương đối lấy bo được rồi nha cả nhà. Lấy bo được rồi ha. Đây nha. Đó, đế nè, đế trái bí rất là đẹp luôn. Rồi, cái loại này em bán với giá là 120 ngàn một cây nha cả nhà. 120 ha. Rồi, hàng bên đây em sẽ về một cái lô giảo phú tân 5 mùa cả nhà ơi. 5 mùa ha. Đó, cây nè, 5 mùa trong chậu như thế này nha. Cái này gửi chắc là đập chậu cả nhà ơi. Nếu một cây thì gửi chậu được, còn hai cây thì sợ không có để đây được ha. Và cũ nè, đế nè, trời ơi coi nè, liền cốt 100% luôn. Đó, cây cành nhánh như thế này đây. Đó, cả nhà nhìn nè. Đó ha. Cây như thế này thì em bán với giá là 450 một cây nếu chúng ta lấy một cặp bên em bao ship nha cả nhà. Đó, 5 mùa nha cả nhà ơi, giảo Phú Tân 5 mùa. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Về hàng bên đây là hàng toàn là hàng chơi Tết không cả nhà. Đây là hàng cúc Tân Châu nha. Cúc Tân Châu 24 đến 36 cánh. Đây, đó, cành nhánh rất là xum xuê cả nhà ơi. Hàng này liền cốt hết rồi, gần 3 mùa cả nhà. Đó, loại này em bán với giá có 190 một cây nha. 190 ngàn một cây. 4 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Đây là hàng cúc Tân Châu nha cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giảo Phú Tân ha. Giảo Phú Tân nha cả nhà. Đó, đây, giảo Phú Tân. Cây cao lắm, chiều cao khoảng 40-50. Loại này về lấy bo được, chơi Tết được luôn cả nhà. Đặc biệt là nó đang có nút nụ nè, uống dán lông luôn ha. Loại này ngày hôm nay em xả còn có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. 80 ngàn một cây. Nếu mà chúng ta lấy 5 cây bên em sẽ bao xiết cho chúng ta luôn nha. Đây cả nhà nhìn nè, uống dán lông hết, rất là đẹp ha cả nhà. Đó, đây là hàng giảo Phú Tân nha cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây thì em sẽ có mấy cây đại lộc ha. Số lượng ít thôi, không có nhiều. Loại này em cũng bán 190 cây luôn nha. Hàng đại lộc 3 mùa, hàng chơi Tết nha cả nhà. 190 ngàn một cây bên em bao ship nếu chúng ta lấy 4 cây. Ở đây, cả nhà nhìn nè. Hàng đại lộc chơi Tết nha. Ở đại lộc chơi Tết nha cả nhà. Thì số lượng cũng không có nhiều nha cả nhà. Rồi, em sẽ hơi hướng về hướng bên đây thì em có một số loại mai. Mai giống nè. Đây nè, giảo cẩm thạch. Đó, đây là giảo cẩm thạch nha. Đó, số lượng cũng ít thôi à, có vài cặp thôi cả nhà. Đó, loại này thì em bán cái cặp này là 350 nha. 350 một cặp bên em bao ship nha. Đây là giảo cẩm thạch chơi Tết ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giảo siêu nụ bông chùm. Đó, đây cả nhà nhìn nè ha, nụ quá trời nụ luôn nha cả nhà ơi. Nụ rất là nhiều luôn ha. Chiều cao thì tầm khoảng 35 cho đến 40, 45 cũng có, tùy chúng ta thích cây lùng lực và cây cao. Đó, cả nhà nhìn em mới về hàng rất là đẹp luôn. Loại này em bán 190 ngàn một cây luôn nha. Em bao ship từ 4 cây nha cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng cúc thọ hương. Hàng bên đây thì giá có 70 ngàn một cây thôi. 5 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Đó, hàng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Trời ơi, hàng đại lộc bên đây quá tuyệt vời luôn cả nhà. Hàng đại lộc bên đây cực kỳ đẹp luôn. Về nè. Đó, 100 ngàn một cây. 3 cây bao ship, 10 cây tặng một. Cả nhà nhìn nè, nút nụ nè. Trời ơi, nó đang ra nút nụ, cả nhà nhìn thấy mê luôn ha. Đó, 3 cây này là 300 ngàn bên em bao ship chúng ta luôn nha. Rồi, ai thích loại nào nữa thì hãy alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.